là tại vì trong cái chùm chùm kết đó, Herbal chùm kết này đó đã có conditioner trong này rồi. Thành ra quý vị không cần phải tốn kém mua thêm một cái loại conditioner khác. Nhưng nếu quý vị nào mà tóc gọi là tóc mây, nghe cái tên thì rất là Tức là romantic tóc phải không anh? tóc mây Nhưng sợi vắn sợi dài nhưng mà tóc mây là cái tóc khó nhất đó anh Doanh, đó. và nó rất là cứng. Mỏng mỏng chứ. Nó rất là cứng Ồ vậy. và nó nhiều. Mà khi mà quý vị nhuộm tóc rồi nó lại còn cứng hơn nữa, thì quý vị xài cái này thì quý vị thêm một tí conditioner dùm cho thanh hương một chút thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì nó không có đủ cái conditioner. Và quý vị nào mà bị gầu á, thì quý vị không nên xài conditioner nhiều, là tại vì nó sẽ làm cho quý mình gầu thêm. Thì trong cái chùm kết này nó đầy đủ hết tất cả, cho trừ cho những quý vị nào mà tóc nhuộm mà bị gọi là họ bleach thành blonde hay cái kia đó thì nó quá bị hại, thì quý vị xin quý vị thêm một tí conditioner. Và Thanh Hương biết được theo cái kinh nghiệm của mình đó là cái conditioner của Dove á anh, cái xà bông Dove là cái con chim bồ câu đó, Vâng. là rất là tốt để đi chung với cái chùm kết này. Dạ, thưa với chị Thanh Hương là những người con trai của chúng tôi đó thì sau khi mà gội đầu sạch sẽ xong rồi đó thì thường thường có những quý vị xài treo thì cái nó có cái xài cái chùm kết này á, nó có làm, tại vì cái treo thường thường nó là cái chemical nó hay làm chúng ta có gầu, thì cái này có tẩy đi tất cả được những cái gầu đó không ạ? Vâng, nói cảm ơn anh Doanh. Tại vì khi mà nói đến dầu gội đầu shampoo chùm kết á, thì các ông lại nói, ơ cái này của đàn bà tôi không có xài. Nhưng mà anh Doanh nhắc là đúng, thưa quý vị, đàn ông cũng xài được, và lại làm, nhất là các ông là hay bị gầu nhiều hơn các Đúng như bà, vậy là. mà em không hiểu tại sao, nhưng mà sẽ nghiên cứu thêm để cho quý vị biết. Thì cái này sẽ làm cho quý vị, các ông xài đó là hết gầu, và nó làm cho mái tóc của mình nó sạch và nó bồng bềnh, thì có lẽ là không có cần phải xài gel nhiều anh. Nhưng mà nếu mà có xài gel đó thì quý vị chỉ cần xài một tí, và nhớ là khi chúng ta về nhà trước khi đi ngủ chúng ta phải gội sạch hết cái gel đó đi, không thôi nó rụng tóc đó thưa anh. Vâng, đúng rồi. Vâng, thành ra chùm kết rất là tốt để cho quý vị tẩy sạch hết, tại vì nó mình chỉ cần khoảng chừng một muỗng cà phê thôi anh, tại vì nó là nguyên chất thì nó sẽ tẩy từ cái gốc chân tóc cho đến cái tóc mình rất là sạch. Dạ vâng, Dạ vâng anh. cảm ơn chị Thanh Hương. Đó là tất cả những cái công dụng của cái dầu chùm kết mà tại Hoa Kỳ sản xuất. Thì một lần nữa, thì có chị Thanh Hương đây, thì chị Thanh Hương cũng chia sẻ thêm là bây giờ đó, Little Sàn TV đó không những là đã phát sóng ở trên cái channel 57.7 tại miền Nam California, nhưng mà trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada nữa. Wow, chúc Dạ, mừng. dạ vâng, thì xin chị Thanh Hương hãy chia sẻ thêm, ví dụ như tất cả những tiểu bang khác mà khi nghe cái cuộc nói chuyện giữa Nguyên Danh với chị Thanh Hương đó, thì họ cần mua những cái dầu chùm kết ở các tiểu bang khác là như thế nào, chị có chia sẻ thêm không? Dạ vâng, cảm ơn Little Sài Gòn TV và chúc mừng cho Little Sài Gòn TV đã qua một cái làn sóng thịnh hành hơn. Thì khi mà mỗi thứ sáu mà Thanh Hương có lên với lại anh Dũng đó thì quý vị gọi rất là nhiều, mà từ các tiểu bang, từ Canada coi rất là đông thưa Dạ anh, đúng rồi. và đã gọi nói làm sao mà tôi mua được cái này, thì rất là dễ dàng, quý vị chỉ cần gọi đưa credit card thì công ty sẽ nhận credit card qua điện thoại và gửi shipping về cho quý vị. Cái tiền shipping thì không có bao nhiêu hết. Quý vị nào mà không có credit card, quý vị có thể gửi money order hoặc là check đến cho công ty chung kết, thì quý vị cứ gọi cái số 1855 thì sẽ có tổng đài 24 trên 7 anh Doanh để lấy order của quý vị, nếu quý vị không lo sáng đêm chiều tối từ Canada bên này trắng bên kia tối, lúc nào cũng có người bốc phone hết, để cho quý vị có cái chai gội đầu chùm kết để cho giúp cho quý vị có mái tóc rất là đẹp và chống những cái lão hóa và gầu rồi rụng tóc. Dạ, Anh vâng. dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Hương. Thì đó, như chị Thanh Hương vừa mới chia sẻ đến quý vị á, thì kính thưa quý vị, thì quý vị các ở tiểu bang xa hay bên Canada, thì quý vị chỉ gọi vô cái số điện thoại là 1-855-248-6538, tức là 24 trên 7 ngày, lúc nào cũng được. Thì ở đây sẽ nhận order và sẽ ship hàng cho quý vị. Mà cái lệ phí ship hàng á, nó rất là khiêm nhường, phải không chị Dạ Thanh vâng, Hương? rất khiêm nhường. Dạ vâng, thưa anh, quý vị hãy gọi, và nhớ là quý vị gọi vào ghi danh ngay để được những cái món quà và refill lại cái này, một trong hai quý vị chọn một cái để chúc mừng 20 năm kỷ niệm của công ty Trùng Kết vào ngày chủ nhật này từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Xin quý vị gọi ngay, tại vì chỉ có 100 người đầu tiên thôi thưa quý vị. Và quý vị khi mà quý vị xài, quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt với tất cả các cái shampoo khác mà quý vị thấy ngoài chợ.
thì chúng ta muốn có một mái tóc mềm mại nè, ống ả nè, đẹp nè, thì quý vị đừng quên công ty Trùng Kết. Và cảm ơn chị Thanh Hương. Và chị Thanh Hương thì tiện đây thì chị Thanh Hương cũng chia sẻ đến quý vị ở miền Nam California của chúng ta là tới ngày 15 tháng 1 là ngày chủ nhật tuần tới này. Dạ. Thì có một cái đại hội khách hàng, thì trong chương trình đó ngoài cái sự mà gíp hàng cho Hoàng vân vân thì có chương trình văn nghệ, có ăn uống hay không, như thế nào chị Thanh Hương có chia sẻ thêm. Dạ vâng, thì thưa anh Doanh, thì anh Doanh cũng biết là Thanh Hương làm office manager cho một cái công ty chuyên bán những cái vé để chúng ta đi coi nhạc, đó là Bosa Tickets. Thì quý vị có thể vào cái website là bosatickets.com, quý vị nhớ chữ tickets có s.com, thì có một cái show ngay trên đường Harbour gần Disneyland, một cái cơ sở thương mại của một người người Pháp thưa anh, mới tổ chức, mới ra đời, gọi là Battle of the Dance. Thì không biết cái đó mình dịch tiếng Việt là sao anh, những cái cuộc đấu vũ múa với nhau, tức là thi vũ đó, rất là đẹp, đại hội dạ vũ. Dạ vâng, thì quý vị có nhìn thấy những cái cảnh mà flamingo dance rồi tap dancing mà hai bên họ đấu nhau những cái vũ múa rất là đẹp, rồi từ cái màu sắc cho tới những cái bản nhạc rất là hay. Thì quý vị có thể coi ngay trên video ngay bây giờ để nhìn thấy những cái hình ảnh của những cái người gọi là người dancer hả? Rất là đẹp. Vũ công, những vũ công. Và từng cái quần áo cho tới những cái bản nhạc. Xin quý vị coi sau đây. Và nếu mà có những cái gì thắc mắc, quý vị có thể gọi ngay cho Bosa Ticket vào 714-418-2499. Và anh Doanh thấy không? Rất là công phu. Bao nhiêu cái dance, từ cái costume. Đây là một trong những cái flamingo Spanish dance của bao nhiêu người vũ nữ trên thế giới. Vóc dáng cô nào cũng đẹp hết trơn á. Mà Nguyên Anh nghĩ là chắc cô nào cũng tài giàu Trùng Kết rồi chị Thanh Hương á. Vâng, mà anh Doanh biết không, mình vừa coi ăn, anh nhớ ngày xưa ở Maxim không? Dạ vâng. Mình đi coi show rồi mình ăn, đây cũng là một cái loại đó. Quý vị vừa ăn uống mà ăn rất là ngon ha anh. Mà giá rẻ, rất là rẻ, chỉ có 60 đồng thôi. Mình có thể ăn nè, ăn gà nè, ăn prime steak nè. Tức là theo order của mình. Dạ vâng, có salad, có soup và cái dessert của nó rất là ngon. Chúng ta coi một cái show như vậy quá hay mà chỉ có 60 đồng. Thì quý vị hãy gọi ngay cho Bosa Ticket 714-418-2499 hoặc lên trang nhà bosaticket.com. Dạ thưa chị Thanh Hương, và cái show này tổ chức ngày nào thưa chị? Là mỗi ngày thưa anh. À, mỗi ngày nào cũng có trừ ngày thứ ba thôi. Nó có một cái buổi chiều và một cái buổi tối, 8 giờ tối tới là 6 giờ rưỡi. Thì quý vị có thể biết thêm chi tiết để vào trang nhà bosaticket.com. Vâng, quý vị cũng thấy trên màn hình đó, thì đây tất cả những công tài vũ điệu một chuyên nghiệp, đó là vũ ba lê đó chị. Wow, Thanh Hương thấy không? Dạ, cái này là nhảy mà hai cái chân khác đang. Dạ, ba lê, dạ, vâng. Wow, đó. Anh thấy không? Đó. Thành ra đấy là một vũ điệu mà cách đây thế kỷ thứ 17-18, tức là khi mà họ nhịp trên cái sàn gỗ chị, nó có cái nhịp để đàng hoàng. Dạ. Nhìn này sao giống anh Doanh, phải Doanh đang nhảy không? Dạ, cảm ơn chị Thanh Hương. Và kính chào quý vị, không có gì bằng là chúng ta hãy giàu những cái sản phẩm, dùng những cái sản phẩm của quê hương, đó là dầu Trùng Kết, để chúng ta tự tạo chúng ta một cái mái tóc không gầu, không rụng tóc và đẹp mãi trơn mượt. Và một lần nữa Nguyên Anh và Thanh Hương cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và qua một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với chương trình. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nhất gia nhị dáng, nhất gia nhị dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess, đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc.
mỹ phẩm thần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Beauty Center gồm 5 địa điểm tại Bắc Cali. Tổng công ty tại San Jose, 1164 McLaughlin Avenue, 408-275-9620. Ở San Jose, xin liên lạc 2877 đường Center, 408-360-9620. Ở Milpitas, 86 South Able Street, 408-946-4227. Tại Sacramento, 6840 đường số 65, 916-424-8182. Tại quận Cam, 9353 Bosa Avenue, 714-893-6011. Cần đại lý khắp nơi, xin liên lạc số miễn phí 1-800-918-3017 hoặc vào website evprincesscosmetics.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess đã giới thiệu cho bạn bè khắp nơi. Bảo hiểm giá rẻ nhất, bảo hiểm giá rẻ nhất chỉ có tại LA Insurance. Giá tiêu chuẩn một chiều chỉ có 295 đồng cho một năm. Bảo hiểm cho xe, nhà, bảo hiểm nhân thọ giá rẻ, bảo hiểm sức khỏe. Đức thân cô Julie, quản lý LA Insurance sẽ làm việc trực tiếp với rất nhiều hãng bảo hiểm, giúp cho quý vị có một hãng bảo hiểm uy tín, giá rẻ. Với 22 năm kinh nghiệm, LA Insurance uy tín tận tâm. Giá hạ là nơi quý vị cần đến khi có những nhu cầu về bảo hiểm. Tọa lạc tại 9191 đường Bosa, số 212, đối diện Phước Lộc Thọ. Điện thoại 714-373-2437, 373-2437. Để có một vẻ đẹp hoàn mỹ tự nhiên, mời quý vị đến với Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lamson. Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lamson do bác sĩ Kim Lai điều hành, chuyên làm đẹp cho quý cô, quý bà và quý ông. Chuyên cắt bắt, sửa mũi, căng da mặt, nâng ngực đẹp tự nhiên, hút mỡ, đặc biệt dùng mỡ của chính mình kế lên mặt, tay, ngực và mông. Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lamson đạt tiêu chuẩn quốc tế với nhiều máy laser hiện đại, giải phẫu thẩm mỹ với nhiều phương pháp mới, rất an toàn và không đau. Sự hài lòng của quý vị là niềm tự hào cho chúng tôi. Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lam Sinh tọa lạc trên đường Rockhurst, góc Lamson, thành phố Canro. Tham khảo hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Kim Lai và toàn thể nhân viên kính mời. Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lam Sinh 714-636-3388, 636-3388. Đời sống sinh lý ân ái của bạn được thỏa mãn không? Bạn tình của bạn có vui lòng với những gì bạn làm? Thuốc Men Alive của công ty Princess Lifestyle sản xuất tại Hoa Kỳ, sản phẩm độc đáo, hiệu quả nhanh chóng, giúp bộ thần khí thường dương xuất tinh sớm, kéo dài thời gian, giảm đau lưng, tiểu đêm, nâng cao khả năng tình dục và sinh lực cho quý ông. Thuốc Men Alive các bạn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Princess Lifestyle 1-800-990-8319. Nguyên Danh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và kính thưa quý vị, như hồi đầu chương trình thì Nguyên Danh Thanh Hương đã giới thiệu đến quý vị cái sự công dụng tốt đẹp của dầu gội đầu trùng kết. Thì khi quý vị đã sử dụng dầu trùng kết để có một cái mái tóc đẹp, óng ả và lên một cái trang phục đẹp thời trang, thì chúng ta cần phải có một chiếc xe để chúng ta đi dạo phố, phải không chị Hương? Ừ, đúng rồi anh. Mà xe mà đẹp nhất đó, là anh Doanh thích màu gì nhất nè? Để tiếp theo lời của chị Hương, trước khi trả lời cho chị Hương á, thì cái người Việt của chúng ta đó, thì những cái xe á, mà luxury mà Nguyên Danh được biết là xe Lexus, đó phải không chị Hương? Ai cũng có một cái mơ từ tuổi trẻ tới người già thích, tại vì một chiếc xe nó rất là comfortable, rất là tốt chiếc xe đó. Thì gần gũi chúng ta nhất là Lexus Westminster. Đúng rồi anh, Lexus of Westminster có các nhân viên Việt Nam là anh Go nè, anh Go là cái người mà đã lên các đài và các TV nói rất là nhiều về chiếc xe Lexus. Và cái anh rất là gọi là knowledgeable, biết về tất cả các loại xe mà quý vị thích. Thì quý vị nhìn thấy ở trên màn ảnh đó là một cái chiếc xe mới nhất của Lexus, cái đó là GS 350
của năm 2013 mới toanh. Mình dạ, vâng. Chưa với 2012 mà Lexus Westminster đã có 2013 rồi đó. Anh xe rất là đẹp, anh Doanh thấy đẹp không? Dạ vâng, trở lại cái vấn đề mà lúc ấy chị Hương hỏi Nguyên Doanh là Nguyên Doanh thích cái màu xe gì. Thì mỗi người có, đều có một cái sở thích riêng. Thì thường thường á, thì nếu mà quý vị nào mà dùng những cái xe mà đắt tiền á, thì Lexus á, thường thường là người ta dùng cái xe màu đen. Nhưng mà đối với Nguyên Doanh, nếu theo như Nguyên Doanh mà Nguyên Doanh được sử dụng chiếc xe Lexus á, thì Nguyên Doanh thích dùng màu xe Silver. À, Silver. Để cho silver nó mềm. Là tại vì anh đứng tuổi rồi, anh khoái màu hơi đứng tuổi tí. Thành Hương là khoái màu đỏ anh. Ờ vậy. Màu đỏ nhìn nó hot và nó trẻ trung, mà nó gọi là mình thấy cái màu đỏ là bắt đầu tim mình nó lên máu, mình hăng say hơn, mình lại.